Okay, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Ôm Shop. Ngày hôm nay bên mình có một chiếc xe Yamaha XXR155. Ngoài bên shop mình lắp một cái bộ chống trộm Hebron. Gần Tết đó bạn, nó có rất là nhiều cái vấn đề trộm cắp, khách hơi lo. Đâm ra khách có tìm hiểu và nhắn tin vào fanpage bên mình. Bên mình có tư vấn khách một cái bộ chống trộm Hebron. Thì hiện tại trên xe này đang lắp cái bộ chống trộm là sử dụng lại cái chìa khóa cơ, là không phải sử dụng cái núm xe bánh cây ha. Đây là một cái bộ chống trộm sử dụng chung một cái chìa khóa zin của mình. Thì mọi cái chức năng ở zin này nó chỉ có phát sinh thêm sau này khi các bạn di chuyển xe, các bạn sử dụng xe thì nó sẽ có thêm một cái remote như thế này. Thì bây giờ xe này đã được lắp đặt xong. Thì hồi trước là mình sẽ quay cái video là chi tiết cái xe nó lắp đặt cái bộ chống trộm lên như thế nào. Nhưng mà có nhiều khách hàng góp ý cho mình, ok thì mình thấy cũng hợp lý. Vì khi mà bạn lắp chống trộm, bạn quay video á, cái bộ chống trộm đặt ở đâu, rồi chức năng như thế nào nói trên video, rồi dây nhợi đi như thế nào á, các bạn xem được thì những người trộm cắp người ta cũng sẽ xem được. Đâm ra bây giờ hôm nay mình sẽ quay video về cái chống trộm này, nó sẽ một hình thức khác là xe lắp rồi đó, mình không biết cái vị trí để đâu luôn. Nãy bạn thợ mình lắp xong rồi, giờ mình không biết cái vị trí đâu luôn, giờ mình chỉ nói về chức năng thôi. Thì khi các bạn muốn biết vị trí lắp đâu thì bạn có thể qua bên xem shop, mình sẽ chỉ cho bạn chi tiết vị trí để như sao, dây điện đi như thế nào, khi mà có tình huống khẩn cấp hay là cái sự cố đó thì xử lý cái tình huống nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái chủ đề chính, là mình sẽ nói về cái chức năng của ống trộm. Thì bộ chống trộm Hebron này bên mình á bán cũng được từ lúc khai sơ shop tới giờ là khoảng 4 năm, gần 5 năm rồi. Thì những cái năm đầu nó sẽ còn những cái lỗi rất là lặt vặt rất là nhiều, nhưng cứ mỗi lần lỗi thì bên mình sẽ thu hồi cái bộ đó lại, sau đó gửi về nhà sản xuất rồi tìm cái lỗi đó fix, rồi bắt đầu sản xuất lô mới. Cứ dần dần thì tới thời gian hiện tại khoảng 5 năm nay thì cái bộ chống trộm Hebron này nó đang ở một giai đoạn ổn định nhất, ít lỗi nhất. Nó có những cái lỗi vặt mà những cái lỗi đó mình có thể xử lý từ xa được, nó không có đáng kể ha. Và ví dụ như tỷ lệ lỗi trên 100 bộ thì nó khoảng tầm 1-2% thôi các bạn. Một tháng mình bán rất là nhiều cái bộ chống trộm này thì quay lại bảo hành nó cũng kiểu không nhớ được luôn á, tại vì nó quá ít, lai gai quá. Bộ chống trộm Hebron này thì đối với bộ chống trộm cơ thì nó sẽ có 4 chức năng. Thì đây là hai cái remote trong bộ chống trộm ha. Đầu tiên là chức năng tìm xe, thì các bạn ấn cái nút chính giữa nè. Thì chức năng tìm xe này nó có hai loại để các bạn tìm xe, đó là tính năng phụ ha, là tìm xe không có âm thanh, nó chỉ nháy xi nhan thôi, nó không có âm thanh. Và cái thứ hai là tìm xe có âm thanh, thì các bạn sẽ ấn cái nút mod ở dưới. Đây là cái chức năng tìm xe có âm thanh và không có âm thanh, nhưng mà đây là tính năng phụ. Tính năng thứ hai nó là tính năng bật và tắt chống dắt. Thì cái chỗ mà hồi nãy mình có nói với bạn là tìm xe không có âm thanh đó, đây thì chức năng chính của nó là tắt chống dắt. Còn cái tìm xe có âm thanh thì chức năng chính của nó là bật chống dắt lên. Mình giờ mình đã bật chống dắt, giờ mình sẽ bật lại ha. Đó, giờ mình sẽ bật chống dắt nè, ấn nút mod một lần sẽ nháy xi nhan và có phát ra cái âm thanh như vậy. Thì bây giờ các bạn chỉ cần có một thao tác nhẹ, rất là nhẹ nhàng, thì nó sẽ cảnh báo lần đầu tiên bằng xi nhan thôi. Các bạn đụng vào lần thứ hai, nó sẽ cảnh báo bằng xi nhan và bằng âm thanh. Nó chỉ cảnh báo là vài cái tiếng tiếp nhẹ thôi. Và lần thứ ba các bạn đụng vô thì nó hiểu đó gọi là cái tình huống nguy hiểm là trộm cướp hay là cái gì đó, thì nó sẽ báo động rất là lớn. Đó, rất là lâu nha, tầm 10 giây nó tắt đi rồi nè, mà vẫn còn cố đụng vào xe hay là dắt gì đó, nó sẽ báo tiếp. Đó, các bạn đụng hoài là nó sẽ báo hoài vậy đó. Thì nó sẽ có 3 lần cảnh báo. Tại vì biết sao, hồi trước là cái bộ chống trộm đời đầu á, là đụng vô là nó hú gan vậy luôn, hú liền liên tục vậy luôn. Thì nó quá phiền là khi mà các bạn đậu xe trong cái bãi giữ xe nè, lỡ mấy chú bảo vệ này kia ở xe đậu chứa ngay vậy đó, hoặc là dời xe đó mà người ta đụng vô một cái bắt đầu nó hú hoài, đụng vô cái hú thì nó phiền, hú um sùm hết. Lúc đó các bạn phải đang trong quán, nó hơi phiền, các bạn phải đi ra rồi phiền những người xung quanh. Thì mình có sửa lại là nó sẽ có 3 cấp bậc để nó cảnh báo. Thứ nhất á, đụng vô nó chỉ nháy xi nhan thôi, để những người mà dắt xe, những chú bảo vệ á, thì biết à xe này có chống trộm đó, có hú đồ này kia, thì chú bảo vệ sẽ đi vào mời các bạn, nhờ các bạn tắt giùm cái chống trộm để chú bảo vệ dẫn vào cái vị trí phù hợp, sau đó các bạn có thể bật lại. Nó sẽ đỡ phiền là khi nó hú sùm hết rồi bắt đầu mới đi kiếm các bạn, nó sẽ hơi khó ha. Lần thứ hai rồi lần thứ ba nó sẽ hú lên giống vậy. Thì khi tới lần thứ hai, lần thứ ba thì nó gọi là cảnh báo, đúng là cảnh báo trộm luôn các bạn. Thì đó là cái chức năng
chống vắt. Thì các bạn tắt thì các bạn ấn nút ở chỗ tìm xe mà không có âm thanh nè, bạn tắt đi. Thì mình cũng không khuyến cáo sử dụng cái nút tắt này nha. Tắt là khi mà ví dụ nó đang hú rồi nè, mấy chú bảo vệ đang dẫn xe nó hú lên, các bạn tắt đi để cho chú dẫn vào cái vị trí đó. Sau khi chú bảo vệ dẫn xong các bạn bật lại, các bạn ấn bật lại. Đó, gì mình đã bật rồi nè. Rồi đó là chức năng thứ hai là chức năng chống vắt. Chức năng thứ ba là chức năng cũng không kém phần quan trọng, đó là chức năng chống cướp. Đây là chức năng bên mình update lên rất là lâu rồi, fix rất là nhiều lỗi, nhưng mà hiện tại nó đang là cái chức năng ổn định nhất là chức năng chống cướp. Tính năng này nó sẽ hoạt động khi nào? Nó sẽ hoạt động khi mà xe các bạn đang nổ máy thì bộ chống trộm nó sẽ hiểu là bạn đang di chuyển xe. Bây giờ mình sẽ nổ máy. Thì giờ mình nổ máy nè, đồng nghĩa việc là giống như nó đang giả lập tình huống là các bạn đang chạy xe, bạn đang di chuyển xe đường mà đột ngột có người chặn đường các bạn để cướp chiếc xe bạn. Thì cái việc của bạn là các bạn chỉ cần bỏ xe lại, bảo quản cái tính mạng của mình trước, các bạn chạy đi. Thì khi các bạn chạy đi á, cái remote này nè nó đang nằm ở trên người của các bạn móc ở đây, bạn bỏ túi, bỏ vô cặp, bỏ ba lô rồi đó, thì các bạn chạy xa ra. Thì đối với khoảng cách từ 15 tới 20 mét mà cái bộ chống trộm nó không nhận được tín hiệu có cái remote này thì nó sẽ tự tắt máy và báo động lên. Đó là hệ thống điện sẽ tắt hết luôn, nó chỉ báo động lên thôi, là xe bạn không di chuyển được, không làm gì được. Thì bây giờ mình sẽ nhờ một bạn kỹ thuật cầm cái remote này đi xa ra khoảng tầm 15-20 mét thì xe nó sẽ báo động. Rồi đi. Đó. Thì bạn đi ra khoảng tầm 15 mét thì xe sẽ tự báo động thế này. Điện không có, không có điện, không có kèn còi gì hết nè. Mình không có thao tác gì đèn còi được luôn, nó cứ báo động như vậy luôn. Rồi, em remote vô. Thì khi mà nó hú vậy, bây giờ cái remote sẽ đi gần lại chiếc xe thì nó sẽ tự nhận lại. Đấy, khi mà remote nó đủ một cái khoảng cách mà nó nhận lại cái tín hiệu của bộ chống trộm này thì nó sẽ tắt đi cái báo động đó. Thì đây là cái giả lập cái tình huống chống cướp. Mình sẽ lưu ý một cái vấn đề ở trong cái tình huống này là remote của các bạn đừng bao giờ móc chung với cái chìa khóa xe thế này. Tại vì các bạn phải nghĩ tới cái trường hợp là bị cướp. Nó giống như trường hợp nãy thì các bạn móc chung vô thế này chẳng khác nào các bạn lắp chống trộm cho kẻ trộm đâu. Tại vì móc chung rồi thì nó đã sát bên cái bộ chống trộm rồi thì nó đâu có bật cái tính năng chống cướp lên được. Thì khi các bạn mà sử dụng cái bộ cơ này, cái remote các bạn nên để riêng, cái chìa khóa bạn để riêng ra, remote bạn để trong người, để ba lô hay là móc trong con đĩa quần cũng được, để tránh cái trường hợp xui rủi đó xảy ra nha. Trường hợp đó nó rất là hiếm xảy ra nhưng mà nó cũng rất là thường xuyên xảy ra. Nó là tính năng an toàn thứ ba của cái bộ chống trộm Hiperom. Rồi cái tính năng cuối cùng, đây là một cái tính năng bổ trợ tụi mình update lên rất là lâu rồi, đó là tính năng SOS dự phòng. Trước là nó chỉ có 3 tính năng này thôi. Đây là remote sử dụng pin, thì khoảng thời gian nó khoảng tầm 6 tháng tới 10 tháng cái pin này nó sẽ yếu dần đi và nó hết. Thì xui là ngay cái ngày hôm đó các bạn đang đi xa, các bạn đang đi chơi ngoài đường, các bạn không có đem theo cái remote dự phòng, các bạn chỉ cầm một cái remote thôi, cái remote nó hết pin dọc đường. Rồi lúc đó rồi đang ở giữa đường, ở giữa rừng, không có tiệm ABCD gì hết, thì để các bạn thay pin thì lúc đó không có chạy xe được. Thì đã có xảy ra trường hợp đó rồi. Sau đó mình sẽ update lên thêm một chức năng nữa, đó là chức năng SOS dự phòng, để các bạn sử dụng nổ máy xe di chuyển khi trong trường hợp thứ nhất là các bạn bị rớt cái remote này ở dọc đường, xe đang chạy, các bạn rớt cái remote là mất tiêu luôn, là xe nó vẫn chạy được, trừ khi các bạn tắt máy mở lại thì nó sẽ không nhận tín hiệu, là nó sẽ không lên. Xe còn nổ thì các bạn vẫn có thể còn chạy được. Cái trường hợp thứ hai là hết pin, thì lúc đó bạn sẽ sử dụng xe như thế nào để các bạn chạy tới cái điểm đó, các bạn thay pin hoặc là bạn chạy về nhà để các bạn lấy cái remote dự phòng. Thì đây là tính năng SOS dự phòng được cài một cái mã code vào trong tín hiệu là bật tắt chìa khóa của bạn. Thì bây giờ ví dụ như mình cài là cái mã là 1, 2, 3, 4 thì các bạn sẽ bật chìa khóa theo thứ tự đó. Ví dụ như cái mã đầu tiên của bạn là số 1, bạn bật tắt chìa khóa một lần. Bạn sẽ chờ khoảng tầm 3 giây, nó sẽ tới cái cột mã thứ hai. Cột mã thứ hai của các bạn là số 2, các bạn bật tắt chìa khóa 2 lần. Tới số thứ 3 thì các bạn bật tắt chìa khóa 3 lần. Rồi tới cột thứ 4 thì các bạn bật chìa khóa 4 lần. Đó là theo cái mã của bạn. Ví dụ các bạn cài 1129 rồi 1424 gì đó thì đó là 1424 thì nó sẽ là cột số 1, cột số 2, cột số 3, số 4. Thì tùy theo cột các bạn cài như thế nào thì các bạn chìa khóa như vậy. Thì khi các bạn bật tắt chìa khóa nè, thì để làm sao biết khi các bạn bật đúng cái mã đó, thì bây giờ nè mình sẽ bật tắt chìa khóa. Thì cái mã đầu tiên của bên mình cài là mã số 1 đó, thì nó sẽ tiếp một lần. Các bạn nhập số 2 thì nó sẽ tiếp 2 lần. Các bạn nhập số 3 thì nó sẽ tiếp 3 lần. Cái mã của bạn nhập bao nhiêu lần thì nó sẽ tiếp bao nhiêu đó, để các bạn biết là bạn cài đúng với cái số đó. Số nó lớn quá, ví dụ 8 lần, 9 lần thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhiều lúc cái tay bạn giận lát bạn quên là số mấy thì nó không có âm thanh, các bạn sẽ không có đếm lại được. Thì khi các bạn nhập đúng thì nó sẽ báo động và nó lên. Bây giờ mình sẽ nhập cái mã nha, nhập cái mã của mình mới vừa cài cho cái xe này. Còn các bạn nhập sai là nó sẽ không lên nha, nhập sai là nó im ru hoài luôn, nó không cho lên điện luôn. Rồi bây giờ hai cái remote mình đã tắt rồi,
thì tắt nguồn nó sẽ là màu đỏ nè, tắt nguồn thì nó màu đỏ, còn nó màu xanh là nó đang khởi động nha. Rồi bây giờ mình sẽ bật tắt cái mã nè. 1. Nó sẽ báo ra âm thanh như thế này là nó đã xác nhận bạn đã nhập đúng cái mã. Thì giờ cái việc bạn mở chìa khóa xe lên, hai remote đang màu đỏ nè, không có hoạt động được nè, nhưng mà mình đã nhập đúng mã, chạy xe được. Đây là cái tính năng thứ tư, tính năng cuối cùng nó giúp ích cho các bạn khi trong hai cái trường hợp nãy mình có nói là rớt remote và hết pin, remote nhập đường. Rồi ok, thì đây là toàn bộ cái tính năng, những cái lưu ý về cái bộ chống trộm Hyperion cơ. Khi các bạn mua cái bộ chống trộm này, bên mình mua về hay là đặt tại shop, thì trong một cái bộ chống trộm nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn như thế này. Thứ hai là một cái bộ chống trộm được bên mình luồn cái ống chống cháy và một cái cao su dập dắt như thế này. Ở đây bộ chống trộm ha, rất là gọn, rất là đẹp. Thứ ba là một cái còi, tiếp theo là hai cái remote, cái cuối cùng là cái quan trọng nhất để cái bộ chống trộm này có thể hoạt động được, nó là bộ dây điện. Thì tụi mình gọi nó là bộ dắt chống trộm dành cho từng dòng xe. Thì bộ chống trộm này có thể lắp được cho cả các dòng xe đang sử dụng chìa khóa cơ đó. Thì khi các bạn muốn mua hàng hay bạn tư vấn lắp đặt đó, các bạn có thể liên hệ qua bên shop. Bạn chỉ cần báo xe mình, dòng đời xe đó, xe gì, thì nhân viên sẽ báo cho các bạn chính xác về cái bộ dắt các bạn sẽ sử dụng ha. Đa số là cái bộ cơ này là lắp được cho tất cả xe đang sử dụng chìa khóa cơ luôn á. Nó chỉ có 1-2 xe là không can thiệp vô được thôi. Rồi khi các bạn mua bộ chống trộm bên mình thì mình có tặng cho các bạn một cái móc khóa như thế này. Đây là một cái móc khóa để các bạn móc cái remote ha. Các bạn treo đĩa, treo vô lỗ tai gì đó cũng được. Thì full bộ dắt này bên mình làm là bộ dắt cắm trả như zin hết, không có can thiệp đấu dây điện của bạn. Nếu các bạn đã theo dõi xem shop từ rất lâu thì đó là cái nguyên tắc làm việc trên hệ thống điện của khách hàng tại xem shop, giữ zin tuyệt đối hệ thống điện zin của xe khách hàng. Các bạn thì bộ Hyperion này hiện tại bên shop mình đang có giá bán là 1.450.000 đồng, chưa bao gồm công lắp đặt. Công lắp đặt sẽ tùy theo từng xe, nó sẽ dao động từ 200 tới 400, và khi bạn mua bộ chống trộm bên mình sẽ tặng cho bạn bộ dắt luôn theo dòng xe đó. Còn khi mà các bạn đã có bộ chống trộm rồi, bộ dắt bạn chưa có thì các bạn có thể mua bộ dắt lẻ ha. Giá bộ dắt thì các bạn có thể liên hệ qua bên xem shop để nhân viên tư vấn cho các bạn ha. Và bộ chống trộm này bên mình bảo hành cho các bạn là 12 tháng, trong 12 tháng lỗi là đổi mới. Và nó sẽ có một cái lợi như thế này là bộ chống trộm này là bộ chống trộm của bên mình sản xuất tự cung tự cấp đó, nó không qua một cái đơn vị mình nhập hàng của những cái chỗ khác về rồi mình phải làm theo những cái chính sách bảo hành hay là quy trình hay là lỗi bỏng gì của cái đơn vị nhà cung cấp. Tại vì đây là cái bộ của bên mình sản xuất ra mấy năm nay rồi đó, đâm ra các bạn cái việc mà bảo hành cho các bạn nó rất là thoải mái. Lỗi các bạn không ưng mình đổi mới và vẫn được hỗ trợ chính sách đổi trả sản phẩm trong 7 ngày nếu các bạn không ưng. Các bạn muốn nâng cấp lên một cái bộ khác ở bên ngoài hay là nâng cấp cái bộ cao cấp hơn của bên xem shop thì bên mình sẽ hỗ trợ đổi trả thu hồi lại trong vòng 7 ngày cho các bạn ha. Ok, thì đây là toàn bộ nội dung video về cái bộ chống trộm Hyperion cơ lắp cho xe XR. Ngoài ra có thể lắp cho được tất cả cái dòng xe sử dụng chìa khóa cơ. Nếu các bạn có quan tâm về bộ chống trộm này, muốn đảm bảo an toàn cho xe của các bạn trong thời gian sắp tới, thời gian cận Tết và thời gian sau này, thì các bạn có thể liên hệ qua bên xem shop để được tư vấn và hỗ trợ lắp đặt cái bộ sản phẩm này ha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại cả video sau.